Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân đã nghe báo cáo tờ trình về việc cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng và tờ trình về việc đề nghị xem xét quyết định quy hoạch phân khu xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tỷ lệ 1/2000. Báo cáo thẩm tra về các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung trình. Tuy nhiên, lưu ý Ủy ban Nhân dân thành phố thêm một số vấn đề về tính chính xác khi lập dự kiến tổng mức đầu tư, xác định rõ về nguồn vốn cụ thể của ngân sách thành phố để bố trí đối với dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng. Lưu ý các chỉ tiêu về mật độ xây dựng thuần, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình của các hạng mục xây dựng, đảm bảo quy chuẩn mạng lưới giao thông tỉnh đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Qua thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nghị quyết về việc cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đà Nẵng, quyết định quy hoạch phân khu xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ tỷ lệ 1/2000. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung. Kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc tham gia cho ý kiến đối với các vấn đề tại kỳ họp lần này. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến thẩm tra do các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã trình bày, đồng thời tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các dự án, đồ án này. Quy hoạch chi tiết 1/500 á, thì hiện nay nó vẫn đang có một cái vướng chung, không chỉ cho dự án này mà các cái dự án thuộc cái thẩm quyền phê duyệt cái đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn hiện nay là theo thẩm quyền là Ủy ban Nhân dân phải trình Hội đồng Nhân dân cấp quận để cho ý kiến về tỷ lệ quy hoạch chi tiết này. Tuy nhiên cái vướng của chính quyền đô thị chúng ta hiện nay là chúng ta không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, cho nên chưa rõ thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500 là thuộc về ai. Nên tôi đề nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc này, chứ không khéo là chúng ta làm xong phân khu nhưng làm xong chi tiết thì chúng ta vướng những cái đó thì rất là vướng. Thì tôi đề nghị là Ủy ban hết sức quan tâm cái ý này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, thời gian từ đây đến kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố không còn nhiều. Vì vậy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương rà soát gửi tài liệu đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo yêu cầu của kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác cán bộ, đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phải hết sức chú ý giữ gìn gương mẫu trong sinh hoạt cá nhân, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đại biểu dân cử đối với trọng trách được giao phó.